Rồi, xin chào quý vị và bạn trở lại với channel của mình. Và như quý vị đã biết thì vào cuối tháng 11 năm 2019 thì Honda City phiên bản 2020, đây là phiên bản mới nhất và là phiên bản thế hệ thứ 5 đã được ra mắt ở thị trường Thái Lan. Và sau khoảng 5 tháng đến 4 tháng hơn được bày bán thì chiếc xe này đang là chiếc xe bán sedan bán chạy nhất nhì tại Thái Lan. Thì hiện nay Honda Việt Nam vẫn chưa công bố gì về thông tin về giá bán này, cũng như là thời điểm ra mắt của phiên bản thế hệ thứ 5 của phiên bản Honda City này. Ok, thế thì mình cùng xem là so với phiên bản 2020 ở Thái Lan và phiên bản 2019 ở Việt Nam thì chiếc xe này nó đang có những cái cải tiến gì và nó khác biệt cơ bản như nào về giá bán, option, nội ngoại thất và những hình ảnh quý vị các bạn sẽ thấy tiếp theo đây. Đang xem trên màn hình thì nó là phiên bản trên Thái Lan và mình không đảm bảo hoàn toàn 100% là chiếc xe ở Việt Nam sẽ giống như này. Chúng ta chỉ tham khảo và cũng như là có cái nhìn khách quan nhất cho chiếc xe Honda City mới mà cũng rất đáng mong chờ ở Việt Nam thời gian tới. Ok, về những cái thay đổi khác biệt đáng chú ý nhất thì chúng ta sẽ có thêm một phiên bản cao cấp hơn, đó là phiên bản RS, thường được trang bị trên giống như ở Honda Brio này hay Honda Civic. Thì RS là phiên bản cao cấp nhất và hướng tới những nét thiết kế thể thao cũng như là trẻ trung đấy, dành riêng cho đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Về phần kích thước thì Honda City 2020 sẽ được trang bị kích thước tổng thể dài hơn 113mm. Tuy nhiên thì chiều dài cơ sở lại ngắn hơn 11mm. Cái này thì có lẽ là sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khoang nội thất ở phía trong hay là cái độ rộng rãi khi chúng ta ngồi ở bên trong xe. Vì Honda City trước nay với một người 1m85 ngồi phía trong thì mình nghĩ là hoàn toàn thoải mái và mình cũng đã ngồi thử ở phiên bản 2019 rồi. Đấy. Về chiều rộng thì xe sẽ rộng hơn 53mm và chiều cao sẽ thấp hơn 10mm thôi. Đấy, thông số nó cũng không đáng kể quá nhiều. Về phía nội thất, chúng ta sẽ được trang bị hiện nay trên 2019 thì sẽ màn hình 6.8 và ở phiên bản ở Thái Lan 2020 thì chúng ta sẽ có màn hình cảm ứng 8 inch được trang bị trên hai phiên bản cao cấp là RS và SV. Đó, trên RS thì ngoài cái màn hình 8 inch thì chúng ta sẽ có hệ thống Honda Connect với 8 cái tiện ích đi kèm, cũng như đó là chắc chắn sẽ có kết nối Apple CarPlay rồi. Đấy, phiên bản RS mới thì cũng sẽ được trang bị lẫy chuyển số trên vô lăng, cũng khá là nhiều tính năng mới và gần như nó sẽ là một chiếc xe tiệm cận phân khúc hạng C. Không biết thì giá nó có giống phân khúc hạng C hay không. Đấy, về động cơ thì hiện nay cái Honda 2019 chúng ta dùng động cơ 1.5 thì sang 2020 chúng ta dùng động cơ tăng áp 1.0. Động cơ tăng áp này thì nó khác với động cơ tăng áp của các hãng khác, hay là về nguyên lý nó khác. Đơn giản chúng ta so với động cơ tăng áp của Ford trên dòng EcoSport chẳng hạn thì động cơ tăng áp của Ford trên EcoSport là động cơ EcoBoost, chúng ta dùng hệ thống turbo nạp khí thải. Còn trên tăng áp của Honda giống như CRV chẳng hạn thì chúng ta dùng cổ hút và hút khí tự nhiên. Đó là những cái khác biệt cơ bản. Thì tuy nhiên thì cái động cơ tăng áp này cũng đã mang đến cái sức mạnh lên đến 120 mã lực và moment xoắn là 173. Với Ford EcoSport 1.0 thì chúng ta có 125 mã lực. Đó, cái động cơ tăng áp này so với động cơ 1.5 cũ thì nó sẽ khỏe hơn 2 mã lực thôi và mô men xoắn cũng cao hơn 30 Nm. Đó, một số điểm cơ bản về chiếc Honda City 2020. Chúng ta có thêm một phiên bản này có chiều dài kích thước đấy, tổng thể tốt hơn, có màn hình cảm ứng phía trong tốt hơn. Đấy, phiên bản cao cấp nhất thì được trang bị thêm lệnh chuyển số vô lăng này, được trang bị thêm hệ thống kết nối mới này, động cơ tăng áp mới, khỏe hơn. Quan trọng nhất ở chiếc City này đó là cái thiết kế
Thiết kế trên Honda City 2020 cũng phải nói rất là đẹp, và nó mang đến một sự kết hợp hài hòa giữa nét sang trọng và những cái tính năng thể thao mà Honda đang nhắm tới những khách hàng trẻ tuổi hơn, năng động hơn. Vậy thì hiện nay thì mẫu xe này vẫn đang chỉ được bày bán ở trên thị trường Thái Lan, và trên thị trường Việt Nam thì chúng ta vẫn đang bày bán Honda Việt Nam đang bày bán Honda City sản xuất 2020, tuy nhiên thì vẫn là form phiên bản đời thứ tư đó. Thì chiếc xe này cũng đang được khuyến mại về giá bán cũng khá là nhiều. Hiện nay cái mức khuyến mại nó đang dao động từ 30 đến 40 triệu cho tùy màu và tùy phiên bản cũng như là thời gian khách hàng lấy xe. Thì để có được cái tư vấn sát nhất về cái nhu cầu mua xe của mình cũng như là cái so sánh hay thông tin về sản phẩm mới thì quý khách hàng có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline mình kèm trên video. Và nếu có thông tin hay cũng như góp ý quý khách hàng muốn mình cung cấp thêm thì có thể comment trực tiếp ở phía dưới trên video. Có thể like, share và subscribe cho kênh của mình để chúng ta tiếp tục cập nhật những cái mẫu xe mới nhất và thông tin xe hot nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.